Và bây giờ thì có một cặp song ca phải nói là chắc hiếm có lắm. Bởi vì một người 80, người 70 rồi. Thì nay có dịp hội ngộ gặp lại. Thì tôi với chị Tư trích đoạn song ca bài Tâm Sự Mại Đình để cho gia đình và tất cả anh em con cháu thưởng thức. Mày Đình, dạ. Em mới đến thăm anh đó. Dạ. Em có mang bài thơ theo không anh? Dạ có. Đưa chân không? Bài thơ năm cuộc đâu rồi, cho anh xin lại mảnh đời. Mày Định, em anh Chi ơi, kể từ nay anh không còn sợ cô đơn. Tên anh em cho chăm sóc. Hãy gọi tên anh là Hà Mạc Tử. Hà Mạc Tử bé tiếng gió như trận bão kinh hoàng vừa thổi qua biển, như đêm cô khang vào lòng ra mệt. Là những thành quách quy nghi trầm mặc dương linh. Chào chào con tay. Đã sẽ tội bạc em suốt quãng đời. Con gái đừng giận anh em, đừng giận anh em Mại Đình. Anh chị từ Mỹ Ngân vào đây, em chị mang theo một món quà nhỏ nhỏ, đó là tên của mẹ cha để anh không bỏ lỡ nước này. Ấu của anh để lại trong lòng người, trong những lúc lìa quê gần nửa đời người, em dâng hết cho người ta. Giờ tàn khuya em làm bảo vật, chắc không còn đi đến đây dòng dịch. Không lẽ đời em ta quá thương. Mày Đình, em Mại Đình ơi, em đừng nói gì thêm nữa. Đầy đủ lắm rồi ý nghĩa cuộc thương ngộ hôm nay. Hàng Mã Tử chỉ là một bức danh mà cứ đòi cho ta quên đi khi cuộc thơ đã cạn. Khi anh không còn tâm quyết cả